Thành Nhà Hồ, công trình kiến trúc đá cổ, một kiệt tác thể hiện tài năng, trí tuệ siêu phàm của người Việt. Tuy không phải công trình duy nhất trong nước và khu vực có lối kiến trúc bằng đá, nhưng Thành Nhà Hồ luôn là minh chứng vô tiền khoáng hậu về kỹ thuật khai thác, chế tác và xây dựng một đại công trình chứa đựng biết bao điều bí ẩn, xen kẽ là những huyền tích. Thành Nhà Hồ hay còn gọi là Thành Tây Đô, Thành An Tôn, Thành Tây Kinh, Thành Tây Giai, là kinh đô nước Đại Ngô, quốc hiệu Việt Nam thời nhà Hồ, nằm trên địa phận hai xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Thành được xây dựng vào năm 1397 dưới triều Trần do quyền thần Hồ Quý Ly chỉ huy. Người không lâu sau, năm 1400 lập ra nhà Hồ. Với tư cách là kinh đô của nhà nước Đại Việt cuối Trần đầu Hồ, Tây Đô được xây dựng dựa trên những nguyên tắc cơ bản về địa thế, phong thủy, tiền án hậu trầm đều có hình sông thế núi bao bọc. Thành tọa lạc ở vị trí giáp danh đồng bằng và miền núi, cảnh quan đẹp, sông núi hài hòa, địa hình đa dạng, tạo lợi thế về quân sự. Sử dụng tới 20.000 mét khối đá để xây dựng và gần 100.000 mét khối đất được đào đắp, thành được kết cấu gồm 3 phần. Hoàng thành hay còn gọi là nội thành, hào thành bao bên ngoài, cách trần thành chừng 50 mét, có tác dụng bảo vệ nội thành, và la thành là vòng ngoài cùng. Chính sử chép: tháng Giêng năm Đinh Sửu 1397, Hồ Quý Ly sai Thượng Thư Lại Bộ kiêm Thái Sử Lệnh Đỗ Tình về Yên Tôn khảo sát thực địa, đo đạc, đắp thành, đào hào, lập nhà tông miếu, xây đàn thờ thần, mở phố xá, lập đường ngõ. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên, với khối lượng công việc lớn, đặc biệt là việc xây 4 bức tường thành bằng các phiến đá lớn, người xưa chỉ mất 3 tháng. Đó không chỉ là sức lực, đó còn là trí lực tuyệt vời của con người đã đổ xuống và hẳn lên công trình này. Trải qua 6 thế kỷ tồn tại, phần kiến trúc bên trong hoàng thành đã bị hủy hoại, vùi lấp hết. Song, 4 bức tường thành, biểu tượng của Thành Nhà Hồ, vẫn giữ tương đối nguyên vẹn kiến trúc ban đầu, nổi bật với 4 cổng Nam, Bắc, Đông, Tây. Và nét đặc sắc nhất trong kiến trúc xây dựng cổng thành nhà Hồ đó chính là thiết kế vòm. Trải qua hơn 600 năm thì các cổng thành này vẫn đẹp, đạt độ chính xác gần như là tuyệt đối. Và tương truyền rằng là để xây dựng các vòm cuốn tại cổng Nam cũng như các cổng thành khác thì trước tiên là nhà Hồ đắp đất làm vòm trước, các phiến đá tạo dáng trước như múi cam, múi bưởi hay là hình thang cân, sau đó được xếp chồng khít lên nhau theo hướng tâm dạng múi bưởi, và cuối cùng người xưa là moi đất ra sẽ được các cổng thành hình vòm cuốn. Và những phiến đá sử dụng để xây thành nặng trung bình từ 10 tới 20 tấn. Cá biệt ở tường thành phía Tây có một phiến đá khổng lồ nặng khoảng 26 tấn. Trải qua hơn 600 năm với những thăng trầm của lịch sử và tác động của thiên tai địch họa, nhưng những bức tường đá nơi đây cơ bản còn khá nguyên vẹn. Vẫn còn vô số bí ẩn về quá trình xây dựng thành bị vùi sâu bên trong những đoạn tường đã mọc đầy cây bụi hay bị chôn chặt dưới chân thành. Những cuộc khảo cổ cho tới nay mới hé lộ phần nào những bí ẩn đó. Dù vậy, vẫn có những bí ẩn đã trở thành huyền thoại, để hôm nay những tour du lịch hành trình tâm linh đã làm cho di tích có hồn và sống lại với thời gian. Những cái kết quả nghiên cứu khảo cổ học trong những năm gần đây đã minh chứng cụ thể cho những cái giá trị của Thành Nhà Hồ, mà quý khách du lịch đến tham quan di sản Thành Nhà Hồ không chỉ quan sát những cái giá trị hiện hữu mà nhìn thấy, mà các du khách còn có cơ hội để được tiếp cận với những cái thông tin khoa học mới. Hôm nay thì chúng tôi đang tiến hành xúc tiến để tiến hành một cái tour du lịch mới, là tour du lịch văn hóa tâm linh. Ngoài cái giá trị trong vùng lõi thì chúng tôi mở rộng ra khai thác cái du lịch ở vùng đệm, nó mang tính là đa dạng cái màu sắc trong cái khai thác du lịch. Có một đoạn tường thành không hoàn chỉnh, tồn tại hàng trăm năm qua,
gắn liền với câu chuyện nàng Bình Khương gieo mình vào đá, tuẫn tiết theo chồng. Đoạn tường thành oan nghiệt suốt hơn 600 năm qua vẫn sừng sững như không chịu bất kỳ sự mai mòn nào của thời gian, cũng là nơi bắt đầu tấn bi kịch oan khuất. Tấm lòng trinh tiết in vào đá, lưu mãi muôn đời vạn tiếng thơm. Câu chuyện từ hơn 6 thế kỷ chưa bao giờ bị bụi thời gian phủ mờ, cũng như những tôn kính của người dân địa phương trước tấm lòng trung thủy, tiết nghĩa của nàng Bình Khương chưa bao giờ phai nhạt. Ngôi đền được dựng lên trong sự cảm thương tấm chân tình nàng Bình Khương dành cho chồng. Và trong suốt dặm dài thời gian, nhang khói trong đền chưa bao giờ thôi bàng làng bay lên. Lần này đến đây thì tôi cảm nhận rằng nơi đây có những cái phát triển rất là tốt, có những cái khai quật để mình hiểu biết thêm, hiểu sâu hơn về thành nhà Hồ và biết thêm về Hồ Quý Ly, Hồ Nguyên Trình hay Hồ Ăn Thương. Thì đây là một cái điều mà để cung cấp cho mọi người cả nước biết thêm những thông tin về một triều đại ngắn ngủi. Trên hành trình tham quan các di tích tâm linh dọc sông Mã, vùng đệm di sản, ngôi nhà cổ của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng là một điểm đến có nhiều dấu ấn đặc biệt. Ngôi nhà này được xây dựng năm 1810. Người chủ đầu tiên là cụ tổ 7 đời của ông Phạm Ngọc Tùng. Khi xây dựng ngôi nhà, ông giữ chức quan bát phẩm của triều đình nhà Nguyễn. Người dân địa phương vẫn thường gọi ông là cụ Bát. Đây là một công trình kiến trúc gỗ nhà ở mang tính chất niên đại, thời đại của kiến trúc dân gian, văn hóa dân gian thế kỷ 19. Với kết cấu kiến trúc và đường nét chạm khắc tinh xảo, hài hòa, tạo cho công trình kiến trúc có sự đồng nhất, bền vững, mang đậm tính dân tộc. Ngôi nhà này được UNESCO công nhận là một trong 6 ngôi nhà cổ dân gian truyền thống đẹp nhất Việt Nam, cùng với các ngôi nhà khác như ngôi nhà ở làng Đình Bảng, Bắc Ninh, Hội An, Quảng Nam, Biên Hòa, Đồng Nai. Đây cũng là cái hiện tượng hiếm có đối với quê hương của đất nước. Và chúng ta cũng nên duy trì, bảo tồn cái khu di tích này để giáo dục cái thế hệ sau nó tôn trọng lịch sử, tôn trọng sự thật và cố gắng bảo tồn nó càng lâu dài càng tốt. Dọc theo sông Mã, trong chuyến hành trình tâm linh vùng đệm di sản thành nhà Hồ, du khách còn được đến thăm ngôi chùa thiêng có tên gọi Linh Giang. Ngôi chùa lưng tựa vào núi, mặt hướng về phía con sông Mã, êm đềm nước chảy, nằm ngay gần dãy núi An Tôn, một trong những công trường khai thác đá xây thành nhà Hồ. Linh Giang có nghĩa là sông linh hay sự linh thiêng của một dòng sông. Do đó, ngôi chùa không chỉ mang vẻ đẹp của non nước mà còn là chốn tâm linh thanh tịnh, mang ý niệm về sự che chở, bảo hộ của thần Phật cho cuộc sống người dân nơi đây. Hiện nay, chưa có một tài liệu cụ thể xác định niên đại xây dựng chùa. Tất cả chỉ được lưu truyền trong dân gian. Về quy mô kiến trúc, trước đây chùa Linh Giang được xây dựng trên một diện tích đất khá rộng, bề thế, gồm 4 dãy nhà. Chùa có gác chuông lớn, liền với gác chuông là tháp. Theo thời gian, biến động lịch sử, chùa Linh Giang trải qua trùng tu tôn tạo. Tuy quy mô kiến trúc xưa không còn, nhưng chùa vẫn lưu giữ được nhiều nét cổ, hiện vật cổ. Với những giá trị lịch sử, kiến trúc riêng biệt, chùa Linh Giang đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh năm 2000. Tuyến tham quan các điểm di tích tâm linh dọc sông Mã của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đang trong quá trình hoàn thiện. Với hành trình này, du khách sẽ có thêm nhiều cơ hội để hiểu và yêu hơn vùng đất ven sông Mã này, góp phần phát triển du lịch và kinh tế xã hội của huyện Vĩnh Lộc nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung.